Rồi, xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Dân Chơi Giàu mang đến cho mấy anh chị và các bạn một bộ sưu tập CSGO hơi bị VIP luôn nha mấy anh chị và các bạn. Thì sau khi giới thiệu bộ sưu tập CSGO 6 màu này thì có một số phụ huynh gọi shop hỏi là có cái mẫu nào mà kiểu dáng giống như CSGO 6 màu nhưng mà lưỡi không bén, để cho những cái bạn học sinh để có thể tập chơi biểu diễn nghệ thuật này kia không bén không nguy hiểm. Thì hôm nay shop sẽ giới thiệu cho mấy anh chị và bạn đi đôi song song với những cái mẫu CSGO 6 màu này là 5 màu CSGO lưỡi tập nha mấy anh chị và bạn. Đây 5 màu. Đây. Đây nha mấy anh chị và bạn. Đây, cán xám. Lưỡi đỏ hoa văn. Mẫu này là lưỡi tập nha mấy anh chị và bạn nha. Đây, không có bén nha. Đó. Thì mẫu này thích hợp cho những phụ huynh mua cho những bạn học sinh có thể chơi giải trí biểu diễn ở nhà hoặc là biểu diễn trong trường đều được nha mấy chị và bạn, không có nguy hiểm. Đó, một cây. Rồi, đây là cái mẫu màu cán đen lưỡi đỏ vân nhện luôn nha mấy chị và bạn. Đó. Màu này là hơi bị đặc biệt luôn nha. Đó. Thì thiết kế nó cũng như kích thước là bằng với những cái mẫu mà CSGO 6 màu lưỡi bén dưới này. Đó, nhưng mà được cái là thiết kế lưỡi nó không bén, thích hợp cho những bạn học sinh sinh viên đam mê bộ môn này nha. Đó, cán xám lưỡi 3 màu nha mấy anh chị và bạn nha. Đó, gọi là bảy sắc cầu vồng. Đó, những cái màu này hơi bị đặc biệt luôn nha mấy anh chị và bạn ha. Đây, bung ra hết luôn cho mấy anh chị và bạn coi nha. Đây, mẫu màu trắng cam, mẫu này hơi bị đặc biệt, màu đúng đẹp luôn mấy anh chị và bạn. Hoặc là cái lưỡi này nó giống như cái kiểu của cây Galaxy á mấy anh chị và bạn ha, màu nó đặc biệt. Quá đẹp, quá đỉnh luôn anh chị các bạn ơi. Đó, thì quý phụ huynh nào muốn cho muốn chọn cái mẫu không bén để cho những bạn trẻ chơi biểu diễn nghệ thuật thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời nha anh chị các bạn nha. Đó, để sắp xếp ra cho anh chị các bạn dễ coi dễ chọn nha. Đó, ok. 6 mẫu phía dưới này là 6 mẫu chuyên nghiệp lưỡi bén, 5 mẫu phía trên là 5 mẫu lưỡi tập. Anh chị và bạn nào có nhu cầu thì hãy alo em ngay lập tức nha, 0938 843 256 nha mấy anh chị và bạn. Đó. Rồi, đây show lại cho mấy anh chị và bạn coi từng màu nữa nha. Đây. Đây cây thứ hai nha mấy anh chị và bạn. Đây. Cây thứ ba. Đó. Đó, kiểu dáng mỗi cây màu sắc khác nhau, anh chị và bạn dễ dàng chọn lựa nha. Đây. Đó. Anh chị ở bạn nào thích alo ngay lập tức nha, 0938 843 256 nha, hoặc là lên website dân chơi giao.com để tham khảo, trên đó có để giá hình ảnh video cụ thể nha anh chị các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại, chúc anh chị ở bạn một ngày vui vẻ, làm việc gặt hái được nhiều thành công nha.